mặc dù hơi đau một chút vì nó quá to nhưng mà sướng tê tai luôn. Hết tư thế này tới tư thế khác mà anh ấy vẫn chưa ra thì trên... Xin chào các quý hành khách đang trên chuyến bay mang dấu hiệu Skymelia, lại là cơ trưởng khá của các bạn đây. Không làm các bạn phải chờ lâu nữa, ngày hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim có tên là Mẹ Vợ Bí Mật Chăm Sóc Con Rể. Trong lúc con gái đang mang thai, cô gái mặn mà này là Dung. Năm nay 36 tuổi, tuy không còn xuân xanh, nhưng nhìn vẫn ngọt nước đúng không các bạn, vì con gái sắp đến ngày đẻ, thế là Dung quyết định đi từ dưới quê lên để tiện chăm sóc. Lâu lắm không tâm sự với con gái, đang đúng lúc thằng con rể, tên là Quang, đang đi trộm chó vẫn chưa về. Thế là Dung hỏi xem cuộc sống con gái như nào, kiểu này thì hạnh phúc đấy phải không các bạn. Nghe con gái kể mà Dung cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đúng lúc đang cười đùa thì Quang đi làm về, thấy cậu con rể tốt như này, Dung vui quá cười không ngậm mồm vào được. Vừa đẹp trai lại còn biết quan tâm vợ, ngày xưa lấy phải ông chồng như này có phải là đỡ khổ không. Chiều hôm đấy Quang đang ngồi buồn bã ở trong nhà, chắc lâu lắm rồi chưa được nướng khoai nên cảm thấy thiếu thốn đây mà. Dung thấy thế liền ra quan tâm hỏi han, nhìn bà mẹ vợ ngon như này thì Quang sao mà chịu nổi nữa chứ, ở lại chắc cậu làm liều mất. Thế là xin phép đi lên phòng. Trong lúc Dung đang lau nhà, cặp phao câu cứ chồng cả lên. Lúc này Quang đang đứng nhìn từ bao giờ, nhìn căng mọng như này thì chỉ muốn lao vào phập từ đằng sau thôi. Đang chuẩn bị làm liều thì bị Dung phát hiện. Thế là Quang chạy mất dép, thấy con rể có biểu hiện lạ, Dung hiểu ngay vấn đề liền. Trong lúc đang ở trong phòng để bắt sóc bỏ lọ thì đúng lúc đấy Dung đi vào để tâm sự về nỗi khổ của con rể. Thấy mẹ vợ Quang liền mặc vội quần, thấy bản thân mình cũng có trách nhiệm chăm sóc cả chồng của con gái. Thế là Dung tiến lại gần, giải quyết nhu cầu hộ cậu con rể. Đang thèm thì Quang sao mà từ chối được chứ. Dung xúc bình sang con hộ cậu, đang sướng muốn đè mẹ vợ ra để chén, nhưng đâu có được. Dung chỉ có thể giúp tới thế thôi, rồi cô cầm quần áo ra ngoài, mặc kệ cậu con rể vẫn thèm húp sò. Đêm hôm đấy, nhớ lại cảnh lúc chiều làm Quang không tài nào ngủ được, thấy vợ đã ngủ say. Thế là anh trai này mò lên trên phòng mẹ vợ để giải quyết nốt, chiều nay vẫn là chưa đủ với một người đàn ông có. Con bìm bịp dài 15cm này, mở cửa phòng mẹ vợ, thấy vẫn đang ngủ say. Đúng lúc con mãnh thú đang trỗi dậy, thế là ông anh này quyết định làm liều,